mọi người chờ mình tí, một chờ mình một tí để mình lên xem thêm sản phẩm nhá. Chờ một thêm một chờ một tí. Đi nghỉ đi. Rồi lôi nghỉ đi, lôi nghỉ để chuẩn bán nhá. Không bật tí nó lên xem điện thoại mà. Wow, giờ đây mùa này còn xem điện thoại. Ông nói. Chú Linh, chú sang chú đấm nhò này. Đấm túi bụi luôn. Lôi có sợ chú Linh không? Sợ. Hả? Có sợ. Sao lại sợ? Ui, bật đây lên chú hàng gái. Ơ sao khô bò hết rồi nhỉ? Em ở đây, mời thông cảm cho mình nhá. Bây giờ em sẽ lên cái nhỉ, khô gà lá chanh đi, luôn hề, lên khô gà nhá. Mọi người, bây giờ lên khô gà, lên khô gà, lên khô bò. Khó tính lắm. Thôi bây giờ là sẽ lên khô bò. Một xin lỗi mọi người nha. Bây giờ là sẽ lên khô bò này. Đây, đấy, ông này khó tính. Đây. Lời nhân lề bị cái gì nhỉ, quên chìa khóa công ty nên là giờ phải quay lại lên khô bò rồi đó. Lôi thì ăn khô bò 180k như cả nhà nhá. Yêu thương em, yêu thương Lôi thì mọi người ấn vào rổ hàng mua cho em luôn đi được không ạ? 180k cho hộp khô bò này, định lượng của nó là 250g, ăn nhanh lên 165k. Ui, mọi người thấy giá đang là 180k đúng không? Ờ đúng rồi, chị hủy đơn đặt lại đấy chị nhá. 160k này. Ôi, nó ngon. 150k. Ngon quá, ngon luôn đấy. Nhức nách thì phải làm thế nào? Em mới đặt, cảm ơn chị Nga Trần nhá. Ui, nó ngon xong mà nó nằm. Giờ không phải là ngon những nách nữa mà ngon nằm thẳng cẳng luôn nhở, ngon. Ê, ngon quá mọi người nhá. Đây một hộp này, định lượng của nó là 250g, có 250g thôi mà giá nó đang 180k nhá. Nghe chị em nào đang thấy giá dưới 180k mọi người ấn vào nút mua với em đi ạ, được free ship bảo hành cho ngày nhà đến 90 ngày. Khô bò này, nói chung là khô bò này thì nó, nói chung là chấm hết cuộc tình luôn, nó ngon thì đừng có bảo luôn. Về chưa? Về dậy. Về nhà chưa? Chuẩn bị về. Thì chú Hoàng với Lôi chờ cô Lê về đến nhà đấy, bắt đầu sẽ cho cô Lê tắt like nhé, Lôi nhà. Mình kiểm tra xem cô Lê về đến phòng chưa nhá. Hay là cô Lê đi theo. Bạn mới nghe đúng không? Mình ở đây là chồng, một đây là người yêu này. Đây hai cái thằng này đang trông này. Lao ông 5-6 tuổi người yêu cái gì mà người yêu? Bảy linh ta linh tinh. Cô Lê tối đi. Cô Lê đang về nhà. Cô Lê nhờ mọi người nhờ kim nhanh này. Mình rất là ngon nhờ người. Trời ơi, mình đương nhiên rất là ngon nha mọi người ha. Lúc này lê như lê hả? Thay ảo tiến lại luôn đỉnh nhá, từ thay ảo tiến lại luôn, không bị sập lại à? Không bị sập lại, từ thay ảo luôn, từ lột áo như lê luôn, mà bảo là giỏi đấy, không bị sập lại luôn. Đi ông này không phải tự nhiên mà ông giỏi đó mọi người, gọi là tự nhiên Việt lê, còn không phải tự nhiên mà ông lại biết giỏi tiếng Việt như thế đâu. Mình mà bọn mình nói câu nào mà ông chưa hiểu ấy, ông sẽ hỏi. Hỏi xong ông sẽ trong cả ngày hôm đấy ông sẽ nhắc đi nhắc lại cái câu tiếng Việt đấy. Quỳnh, tôi ăn đi, tôi ăn lươn bảo cũng ngon không? Cho nên là ông ấy mới giỏi tiếng Việt chứ không phải tự nhiên ông giỏi đâu, về đến nhà rồi. Ngon như nách nè. Ngon như nách, không giờ phải năm thằng cẳng luôn, ngon quá năm thằng cẳng luôn. Ngon nhất nách luôn hả? Nhìn lại đi bù với cả nhà, đi xe của bù. Căng Hải. Tức ăn thì về đến nhà rồi lại còn quên chìa khóa xong lại phải đi bộ. Mọi người nhìn này, đồ khô ngon này. Nhìn này. Đấy, ngon mà giờ ngon nằm thẳng cẳng luôn, không ngon nách nữa, nó ngon, nó cực kỳ ngon luôn. Giá đang là 180k nha cả nhà ơi.
250g có giá là 180g. Và gói 500g sẽ có giá 500g như này. Đấy, thì có giá là 360k nha mọi người. Mọi người thấy giá nó đang là bao nhiêu ạ? Một gói 500g sẽ có giá là 360k nhá. Được số. Ủa sao? Phát rẻ thế 360k hả? Tớ bạn cứ nhân 2 lên. Rẻ vừa ngon. 333k này, 330k này. Chắc sao rẻ thế nhỉ? Ai mua hàng thì qua nick của Nam Hoàng nha. Ai mua hàng thì qua nick của Nam Hoàng nha mọi người. Ngon không? Rồi. Thì đang về nhà mình mà 320k mà hết rồi à? Ơ. Quên thẻ đăng máy ơi. Thế thì 500g mà hết rồi thì mọi người chuyển qua mua cái gói này cho em. Hộp 220g, 250g. Mọi người mua hai hộp thì cũng bằng với là hộp 500g đúng không? Đấy, thì giá cũng ngang nhau mà. Dạ, cảm ơn. Ngon như. Nếu mà gói 500g mà hết rồi nha, mọi người chuyển sang mua cho em 250g cái này. Cũng có giá như thế mà. Hợp một hộp này 250g cộng lại thì cũng bằng 500g. Giá cũng là 180k thôi. 180k cho hộp này mọi người nhìn cả nhà. Bán xong câu bò thì ông nên ngủ cho ông ơi. Nhá. Nhà ngoan thì chú yêu chú. Chú biết chưa? Ừ. Quay ra lên chú máy à. Chào cảm ơn ạ. Dạ. 180k nhưng mà cả nhà 180k thôi. Lại để thẻ thang máy ở công ty. Làm sao ấy? Còn cái này 30 suất bán 20 suất rồi, còn đúng 10 suất nữa một cả nhà nha. Còn đúng 10 suất thôi. Đấy, thấy chưa? Lôi nhỏ như thế này mà lôi còn ăn được khô bò. Đấy thì mọi người phải thấy là khô bò bên em là không cay nha mọi người. Không cay lắm đâu. Nên mọi người cứ yên tâm nha. Không cay đâu nha mọi người. Trẻ em cũng ăn được đấy, trẻ em như ông này còn ăn, còn nó xin nãy giờ ăn mà. Nhưng mọi người thấy là mọi người yên tâm nhá, yên tâm mà bên em là có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm đầy đủ nhá cả nhà, bảo hành nhà đến tận 6 tháng về ngày sản xuất đấy. Ngon không? Ngon không lấy tiền. Ôi chưa kịp nhầm, nãy giờ nói mà chưa kịp đấy là 280g xoài tim mình thấy lên. Xong má này mình sẽ lên khô bò khô heo một tí. Bắt đầu mình sẽ chuyển sang xoài mì ớt và xoài xế dẻo. Đây, bắt sau đây sẽ bán các coca với dầu gội đâu. Bắt đầu sau này mình sẽ nghỉ. Đấy. Anh Hiền đâu? Linh đâu? À, đi phục vụ các u các kiểu kia mệt ngủ rồi. Ngủ rồi à? 80k thôi. Mà mình với Linh với Lê đang ở Nghệ An. Còn Nhật Lê đang ở Hà Nội nhá. Đang ở Hà Nội. 80k thôi mọi người. Còn 10 suất thôi, 250g. Nhưng anh chị em nào mà mua gói hiện tại là gói 500g hết rồi thì mọi người nghe nó. Ô, ông Hoàng Đường Răng đây à? Đó, mọi người mua cái này không? Hả? Cái gì ấy? Của ai đấy? Biệt mẫu Đường Răng trong suốt là của ông Tâm à? Của ông Tâm. Đây khô bỏ miếng đen nha cả nhà. Khô bỏ miếng đen, khô bỏ miếng cực kỳ to đây luôn. Các chú còn ngủ mà ông Lôi còn lại. Lôi ơi! Đi ngủ. Căn bản bình thường bọn mình mà không like thì ông sẽ ngủ sớm, còn like thì ông sẽ ngủ muộn, bởi vì là ông hay like cùng với bọn kiểu ngủ chung ấy, cho nên là mình mà like thì cũng không cái ồn ào ông cũng không ngủ được. Hôm nay đắp mặt nạ gì đây? Thôi bán hàng đi, lo bán hàng đi. Ủa người quên tính ngón nha, bye bye. Ok, bye bye nha. Bye. Lỗi mà bye cô đây à? Tôi đi phim đây. Thằng này hôm sau phải cho đi. Được chưa? Chưa đấy. Hoàng hôm nay vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Thôi lôi ngủ nha, để cho Hoàng bán phút một tí đây cho Hoàng mình nghỉ nhá. Wow. À,
đây em hiện tại đang ghim ngay, đang ghim cái hộp mà 250g đấy ạ. 250g có giá đang là 180k thôi. Còn đúng 2 suất, còn đúng 2 suất nữa thôi, 2 suất nữa thôi. 2 suất nữa có giá là 180g, hộp 250g này. Đấy, nãy giờ có nhiều chị, nhiều anh nhiều chị là muốn mua 500g, nhưng mà bên em hết rồi. Hết rồi, chỉ có là hộp 250g thôi. Nhưng chị em mà muốn mua 500g thì mua hai hộp này cho em. Là 360k. Đấy, còn 500g thì 250g thì sẽ có giá là 180k thôi. Và là đặc free ship nhá. Bảo hành cho cả nhà đến 90 ngày đấy. Và cái mọi người mua hàng về là có cái siêu này, bọc siêu nha mọi người, đập vào. Đấy, đúng là mọi người không ăn là mọi người. Đấy, đúng là mọi người không ăn là mọi người cất lại, bỏ vào tủ lạnh cho em. Đấy, mọi người máy không phải mua lúa mạch, mọi người cầm cái này để đi là nhậu từ đêm đến sáng, từ ngày tới đêm luôn. Không phải lo, cầm cái này là bao nhiêu tí luôn. Đấy, còn đúng 2 suất, vẫn còn 2 suất nữa, vẫn còn còn 1 suất nữa. Xong cái này thì em sẽ lên khô gà, xong đến khô heo, đến Duka để dầu đầu. Nãy giờ là anh Tiến cũng nhắn cho mình là lên một tí để bán cho anh. Vâng ơi. Dạ. Dạ, bên thôi lên rồi. Ừ. Bây giờ đi ngủ đi. Máy mình là giờ còn 10% pin được thôi. Nên là mình chắc